Sau trận đấu tại Champions League, Pep Guardiola đề nghị chủ tịch Florentino Perez chăm sóc mặt sân Santiago Bernabeu tốt hơn. Đúng là sân vận động mới của Real Madrid rất ấn tượng. Bây giờ điều duy nhất mà họ cần làm là chăm sóc mặt cỏ, họ cần phải cải thiện điều này. Sau này, Perez chỉ cần quan tâm đến mặt cỏ của sân như Real Madrid luôn làm trước đây. Tôi thực ra chưa xem kỹ mặt sân, chỉ nghe các cầu thủ nói lại. Nhưng đừng để chủ tịch Real Madrid và mọi người hiểu nhầm. Bernabeu mới vô cùng ấn tượng. Công trình này đòi hỏi sự nỗ lực thi công. Khi tôi còn thi đấu, sân của Real Madrid luôn có chất lượng mặt cỏ tuyệt vời như một tấm thảm. Nhưng ngày hôm nay tôi không nghĩ vậy. Real Madrid đã chi số tiền kỷ lục hơn 1,9 tỷ đô la để cải tiến sân Santiago Bernabeu. Dự án này bắt đầu vào năm 2019 và hoàn thành vào mùa hè này. Trong trận tiếp đón Manchester City, khán giả đã được dịp chiêm ngưỡng độ hoành tráng của sân vận động mới khi Real Madrid được UEFA cho phép đóng mái vòm để tăng hiệu ứng cầu động từ khán giả trên khán đài. Santiago Bernabeu cũng đã được tăng sức chứa từ 81.000 lên 85.000 chỗ ngồi. Raphael van der Vaart quan ngại với những gì mà Erling Haaland thể hiện trước Real Madrid. Haaland thực sự đá rất tệ, nếu như không ghi bàn, cậu ấy cũng là một cầu thủ khá vô dụng. Tôi thấy cậu ấy là một cầu thủ cầm bóng ở mức trung bình. Erling Haaland không thể hiện được gì nhiều trong trận hòa 3 đều giữa Man City và Real Madrid. Haaland đã bị Rudiger khóa chặt trong phần lớn thời gian trận đấu. Khi cố gắng tránh xa Rudiger, anh lại bị Tchouaméni áp sát. Các thống kê của Haaland tiếp tục làm nổi bật màn trình diễn tệ hại của anh. Theo TNT Sports, tiền đạo người Na Uy chỉ có 20 lần chạm bóng, để mất bóng 7 lần, chỉ có được một cú sút trúng đích và không có một pha đi bóng nào cả. Thủ thành của Real Madrid Andriy Lunin thậm chí còn có nhiều lần chạm bóng hơn Haaland trong hiệp 1 của trận đấu. Cứ hay mất tích ở những trận cầu lớn là tuyên bố của chuyên gia Stefan Def về Haaland. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở, bởi Haaland cũng trở nên vô hại trong trận hòa trước Arsenal. Trên sân Bernabeu, Real Madrid và Man City đã cống hiến một trận cầu cực kỳ sôi nổi và mãn nhãn. Carlo Ancelotti tự tin rằng đội bóng của ông có thể làm được điều cần thiết, đó là chiến thắng để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, theo La Liga and Numeros, các con số thống kê đang chống lại Real Madrid. Khi Manchester City cho thấy, bất cứ khi nào họ hòa trong trận lượt đi trên sân khách, họ đều thắng ở trận lượt về trên sân nhà. Mùa trước tại vòng 16 đội, Man City đã hòa Leipzig một đều tại Đức và sau đó đánh bại đối thủ này với tỷ số 7-0 để giành vé vào tứ kết. Với chính Real Madrid, bàn thắng đẹp của De Bruyne mang đến trận hòa một đều tại Bernabeu. Và khi trở về sân nhà, Man City đã giành chiến thắng đậm 4-0 để giành vé vào chung kết và lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Nhất là đấu một đối một như Real Madrid thì Pep Guardiola và các cầu thủ của mình chỉ có thể tập trung tối đa và chơi với phong độ cao nhất. Theo cựu cầu thủ và huấn luyện viên của PSG, Luis Fernandez, câu lạc bộ cũ thi đấu tập thể và hạn chế dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân sau khi chia tay Messi và Neymar. Nếu PSG có Messi từ 5 năm trước khi cậu ấy còn ở Barcelona, tôi chắc chắn sẽ nói rằng đội bóng sẽ tốt hơn với Messi và Neymar. Nhưng PSG lúc này thi đấu tập thể hơn. Neymar đến PSG cùng với Mbappe, nhưng chấn thương và những vấn đề khác khiến cậu ta không thể hiện được hết phẩm chất. Luis Fernandez đánh giá cao việc huấn luyện viên đương nhiệm Luis Enrique không trao quá nhiều tự do cho một cầu thủ và có biện pháp xử lý cứng rắn về Mbappe khi hạn chế số phút ra sân của tiền đạo này. Theo Fernandez, Enrique có kinh nghiệm quản lý những ngôi sao khi từng dẫn dắt các cầu thủ của mình tại Barcelona. Rõ ràng Messi và Neymar đều có nhiều tài năng nhưng khác biệt là do huấn luyện viên tạo ra. Enrique có thể thay thế một ngôi sao vào phút 60 như đang làm với Mbappe, điều mà nhiều huấn luyện viên không dũng cảm làm được. Cũng theo Fernandez, Mbappe có thể tiếp tục gắn bó với PSG nếu câu lạc bộ có thể vô địch Champions League mùa này. Lúc này tôi chỉ có thể nói rằng Mbappe có 7 năm thi đấu đầy tuyệt vời ở PSG. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. PSG vẫn đang dẫn đầu Lyon và vào chung kết cúp của giải Pháp. Nếu họ vô địch thêm cả Champions League, tôi cũng không loại trừ bất cứ khả năng nào. Câu lạc bộ số 1 châu Á Al Hilal đăng lên mạng xã hội video về những động tác giống như võ thuật của Ronaldo thực hiện với đối thủ trên sân bóng. Video của câu lạc bộ Al Hilal trên TikTok dài 19 giây chiếu đồng thời hai pha phạm lỗi của Ronaldo. Ở trên là tình huống anh khóa cổ rồi quật ngã Gustavo Cuella khi Al Nassr đã thua Al Hilal 0-2 ở Saudi Pro League vào tháng 4 năm 2023. Ở dưới là pha đánh cùi chỏ của Ronaldo trước trung vệ Ali Ambulay trong trận Al Nassr thua Al Hilal 1-2 tại bán kết Cup Arab vào hôm 8 tháng 4. Al Hilal viết lời bình cho video bằng tiếng Arab.
ngôi sao trên võ đài ở mọi trận đấu kèm với biểu tượng găng tay. Sau đó, câu lạc bộ còn viết thêm một dòng tiếng Anh. Thêm một trận đấu, thêm một cú đấm. Nhắc nên của video cũng thường được dùng trong đấu vật biểu diễn WWE. Video được đăng vài tiếng sau khi Ronaldo dùng khuỷu tay thúc vào người của Bulay khi trung vệ của Al Hilal lao tới tranh quả ném biên. Trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Ronaldo. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo phải nhận trong 6 năm qua kể từ thời còn khoác áo Real Madrid. Theo tờ Telegraph, PSG đã đàm phán với người đại diện của Luis Diaz để thuyết phục tiền đạo người Colombia chuyển đến Pháp thi đấu vào mùa hè tới. Sự quan tâm của PSG khiến Liverpool rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Luis Diaz còn 3 năm trong hợp đồng, nhưng Liverpool chưa thể đưa ra quyết định giữ chân cầu thủ người Colombia hay bán anh vào phiên chợ hè tới để tối đa hóa lợi nhuận. Đây là thời điểm tốt để Liverpool có thể thu về một khoản tiền lớn trước nhiều đội bóng đang thèm khát Diaz. Barcelona cũng dành sự quan tâm đến tiền đạo này. Tuy nhiên, rất khó để đội bóng của La Liga có thể đáp ứng được mức phí chuyển nhượng 75 triệu bảng của Liverpool. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Liverpool chuẩn bị thay đổi huấn luyện viên. Được biết, họ nhắm đến Ruben Amorim nhằm thay thế Jurgen Klopp. Đây là huấn luyện viên có cùng người đại diện với Luis Diaz. Trong mùa này, Luis Diaz đã ra sân 42 lần, ghi được 13 bàn thắng và có 4 kiến tạo. Luis Diaz đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 3 trận gần nhất của Liverpool và vẫn đang là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội. Tương lai của tiền đạo người Colombia chắc chắn sẽ được định đoạt trong tương lai gần. Ít nhất là cầu thủ 27 tuổi sẽ chờ đợi Liverpool bổ nhiệm huấn luyện viên mới trước khi đưa ra quyết định về tương lai. Sergio Ramos đã trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Sevilla vào tháng 9 năm ngoái sau khi chia tay PSG thời gian chủ nhượng tự do. Tuy nhiên, trung vệ huyền thoại này cùng với đại diện của mình đã tham quan một số câu lạc bộ tại MLS theo thông tin từ Relevo. Sergio Ramos cũng đang nhận được lời mời gọi từ các đội bóng Ả Rập Xê Út, trong đó có Al Nassr. Ở mùa này, Ramos thường xuyên ra sân cho Sevilla và có chỉ mình được 7 pha lập công. Tuy nhiên, phong độ của Sevilla vẫn khá tệ. Huấn luyện viên Kike Sanchez Flores được bổ nhiệm làm huấn luyện viên thứ 3 của đội bóng kể từ tháng 12 năm ngoái sau sự ra đi của Mendy Lima và Diego Alonso. Hiện tại Sevilla đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ cách khu vực cầm đèn đỏ 6 điểm. Ramos là một trong số những cầu thủ đã chơi cùng Messi và Ronaldo trong sự nghiệp. Anh đã dành phần lớn thời gian cùng với Ronaldo tại Real Madrid trước khi chuyển đến PSG để trở thành đồng đội của Messi. Ramos sẽ hoàn thành mùa giải này cùng với Sevilla. Hiện câu lạc bộ vẫn chưa có lời đề nghị gia hạn hợp đồng với anh. Bản thân trung vệ 38 tuổi cũng mong muốn tìm kiếm những câu lạc bộ mới trong mùa hè này.